Anh chờ em đã lâu chưa? 10 phút, gần 30 giây. Em nên nhớ, anh chưa bao giờ sai hẹn với ai. Thôi, khổ lắm, em đã bảo là em xin lỗi anh rồi mà. Với lại hôm nay là ngày thứ 7, anh có làm cái gì đâu. Vừa mới chờ người yêu được có 5-10 phút thôi, thế mà anh đã kêu rồi. Ai nói với em là vào ngày thứ 7 anh không có việc gì để làm? Em biết rồi, em biết lỗi của em rồi. Chính vì thế, ngày hôm nay em quyết định chuộc lỗi bằng cách mời anh uống bia. Không nên uống bia, vì đó là chất kích thích. Một khi cơ thể ta đã có chất kích thích thì hệ thần kinh trung ương sẽ bị kích động. Mà một khi hệ thần kinh trung ương bị kích động thì... Tốt, anh không cần nói nữa, em hiểu rồi. Em ơi, cho chị một cốc nâu đá nhá. Không, cà phê cũng là chất gây nghiện. Những độc tố của nó làm sạm da, nóng cơ thể bên trong, gây mụn nhọt, u biếu. Còn hơn thế nữa, tức là nó sẽ gây một loại bệnh rất khó chịu về đường ruột. Bệnh gì? Bệnh táo bón. Khổ lắm, nhưng mà ngày hôm qua em thức khuya cho nên hôm nay em buồn ngủ. Một người sống lành mạnh nên ăn, ngủ, nghỉ đúng giờ, không nên thức khuya. Mà thức đến 3 giờ sáng thì anh nói thật, không thể chấp nhận được. Em không muốn thức khuya đâu, thế nhưng mà hoàn cảnh công việc của em bắt buộc em phải như thế đấy chứ. Đổ lỗi cho hoàn cảnh là một cách bao biện cực kỳ dễ dãi. Theo anh, Nana, em phải tìm cách làm sao để có một cuộc sống hợp lý, lành mạnh. Mà nói tóm lại bây giờ, anh có định để cho em uống nước không? Em ơi, cho anh xin một ly nước. Nước lọc. Nếu thế thì anh ở lại mà uống nước lọc của anh nhé. Ơ này, này, Nan. Kìa, Nan, anh có làm gì đâu mà em giận. Ôi dồi ôi, anh ơi, quần anh có bị làm sao không? Xin lỗi anh chị, tôi không cố ý. Ướt hết vành rồi đấy. Vô ý thức quá, xe người ta vừa rửa sáng nay xong. Thôi 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 anh ơi, bỏ qua đi, mình đi đi, hôm nay em phải về sớm mà. Không lòng ngay nó gì hết à? Em có giấy sạch không? Hả? Giấy sạch, giấy sạch. Ôi dồi. Đây anh ơi. Ôi dồi ôi, không phải giấy này, cái loại giấy xốp mềm mà em vẫn thường lau mồm ấy. Khổ lắm, em vẫn thường lau mồm bằng cái giấy đấy. Anh nghĩ là em lau cái gì? Lau mồm bằng giấy này. Sờ ráp hết cả tay, thế mà cũng miết vào mồm được. Rồi thất. Ờ thì đành dùng cái này lau mồm. Lau vào môi, xước môi. 2-3 hôm nó nại nành. Thế nhưng mà lau vành của anh mà nó xước vành, vành làm sao mà tự niền được. Đổi giấy khác. Hay là em quay trở lại quán lấy tạm ít giấy. Nhớ, lấy cái loại giấy thơm ấy. Đừng có lấy loại giấy xanh xanh đỏ đỏ, vừa thô vừa ráp, lại có hóa chất, lau một cái vành mình dỉ luôn. Hay là anh cứ lau tạm bằng giấy này đi. Dùng đồ dễ dãi như em, 3-7-21 ngày. Mình có của thì mình phải giữ. Thế bây giờ anh định đi hay là ở lại đây lau xe? Tất nhiên là đi. Nhưng trước khi đi phải lau sạch xe cái đã. À, ôi giời, anh quên mất. Có cái khăn đây rồi. Ô kìa, Nan, Nan, nãi giận rồi, đúng là đàn bà nông cạn. Gặp người đàn ông lý tưởng như mình mà lại còn lựa chọn bỏ đi. Tôi cho là bình thường, chả có gì. Quá bình thường. Không thể đạt với miệng được rồi. Thì theo quý vị các bạn, số báo danh 06 của chúng ta có tiếp tục để dự cái vòng kết cục cuối cùng, đó là để phân định xem ai là người đoạt giải Á Khôi 1, Á Khôi 2 và người đàn ông lành mạnh nhất, không ạ? Có được không ạ? Theo tôi là có. Ý kiến của ban giám khảo ạ. Ý kiến của ban giám khảo là loại thí sinh 06 ra khỏi. Chúng tôi cho là hoàn toàn chính xác, bởi vì một người đàn ông tuyệt vời không thể nào có những đức tính như là chúng ta vừa xem ạ. Đức tính gì? U cái gì mà u? U đi. Các anh tưởng anh ù thôi mà tôi cũng ù được các anh đấy. Tầm này nhá, tôi cũng có những bằng chứng cần thiết để chứng minh rằng
hai anh này, anh số 2 và anh số 4 không đủ tiêu chuẩn để ít nhất là lọt qua vòng sơ tuyển. Thế anh có bằng chứng gì không ạ? Em mình đưa đấy. Thế tại sao anh lại cầm sẵn cái bằng chứng này đi ạ? Tính hết rồi. Tính hết rồi, đâu vào đấy hết rồi. Trong những trường hợp cấp bách, mình có thể đưa ra những cái mà mình cần thiết nhất. Thế cái vụ hôm nọ đi chơi ấy, thế tổng cộng là hết bao nhiêu? À, đơn giản. À, hôm ấy anh em mình cùng đi hát nhá. Hát karaoke hết 200. Bo cho hai em 200, vị trí là 400. Tôi bo riêng được cơ mà. Bo riêng cái việc của ông làm việc riêng là ông phải bo riêng. Còn việc chung là chơi anh em là ông phải nộp tiền đấy. Mỗi người 200. 200 à? Ừ. Đây. Úi dồi ôi, không phải soi. Ông nhìn tôi thế này mà tôi tiêu tiền giả. Biết đâu được, cứ phải soi cho chắc. Còn cái này nữa. Hả? Đây, tôi gửi ông đây này. Thế không dùng à? Không. Nó cứ như thế nào ấy. Thế nào? Tôi thích cái cảm giác nó phải chân thật cơ. À, nó không vướng víu là tôi không thích. Tôi giống ông ấy. Thế à? Thích cảm giác chân thật. Mà chính vì thế bạn tôi cho tôi có dùng đâu. Tôi lại cho lại ông ấy. Không, tôi không dùng mà để trong ví có khi lại còn nguy hiểm ấy. Thôi, tốt nhất là ông cứ cầm lấy cho tôi. Hả? Tôi không lấy đâu. Này, nói tóm lại là tôi biếu ông đấy. Cất nhanh thì không thì cơ quan người ta đến người ta bảo mình ăn chơi không lành mạnh. Thế em của ông thế nào? Tên là gì? Ôi giời ơi, tên cực kỳ ấn tượng luôn. Ngày xưa là Mít Nà Na, bây giờ vào đấy em là Trà Mi. Còn của tôi nhá, ở quê mẹ đặt Thúy Mùi, ra ngoài thành phố đổi thành Tịnh Thu. Cái gì? Tịnh Thu. Tịnh Thu à? Tên cũng ấn tượng đấy. Tên hay đấy. Mà này ông có biết tại sao không? Tại sao tôi thấy ấn tượng và quyến rũ không? Này, hôm bấy giờ không biết đâu, đầu tôi này kè vào đùi cô ấy. Thế à? Ông biết ông cô ấy làm gì không? Massage tay. Nó bê xà mê lắm. Nó khó tả lắm. Mà nó linh dim lắm. Còn tôi nhá, có cái u mỡ đằng sau vai này. Nhưng mà mỗi lần đến nhá, cô ấy vạch áo ra, cô ấy xoa u mỡ nhá, đê mê lắm. Tôi bảo để anh đến bệnh viện, anh phẫu thuật cái u mỡ đi. Cô ấy bảo làm gì phải đến bệnh viện, anh cứ đến đây với em xoa u mỡ cho anh, bảo đảm hết ngay. Hết u mỡ? Thế mà hết đấy ông ạ. Nào, nhìn vai này, trước đây ông có cái u to tướng ấy mà. Thế mà hết rồi. Ông thấy quán đam mê ổn chưa? Tụ điểm ăn chơi phải hỏi tôi. Mà em Trà My phải nói là không bút gì tả nổi. Ôi giời, tôi nói cho ông biết, Trà My bình thường thôi, không thể bằng Tịnh Thu của tôi đâu. Này, Tịnh Thu của ông vớ bẩn thôi, lại làm sao được Trà My của tôi. Bắt quả tang quán karaoke đam mê. Úi trời, mày chưa? Úi trời, mà đấy thì chết tôi. May mà anh em mình không đến hôm đấy, đúng không? Đến thì bây giờ anh em mình có mặt ở trên báo rồi. Vì cớ gì anh Tuấn, anh Tú chơi gái mại dâm để đến ngày hôm nay được đăng trên báo An ninh Thế giới, An ninh Thủ đô trang nhất. Chết. Hú hồn đấy. Đọc tiếp đây. Là cái gì? Bắt quả tang hai đối tượng mua bán qua xét nghiệm cho thấy dương tính. HIV à? Ôi trời, chết rồi. Ôi trời ơi, thôi thế này thì chết rồi. Sao lại HIV, sao lại dương tính? Ôi trời ơi, tại ông cả đấy. Tại cái gì? Thế sao bao nhiêu chỗ không chơi mà ông lại dẫn tôi đến đấy? Đưa cái gì? Lúc sướng là biết sướng của mình nhá. Bây giờ xảy ra chuyện một tí thì nó bắt đầu đổ vạ. Người ta đưa cho rồi không chịu dùng lại còn. Ôi giời ơi, tại tôi cả rồi. Tại vì tôi cứ thích đi tìm cảm giác chân thật của mình. Ai ngờ thì cứ chết tôi rồi. Đi. Từ từ. Thank you.
xem đằng sau có ai không. Không người ta phát hiện ra thì nhục. Nhục? Ai nhục? Ông nhục. Ông nhục ý. Trời cho nó lắm á. Đúng là thân làm tội đời. Thân làm tội đời à? Thế bây giờ định dẫn đi đâu đây? Đi đâu? Đi xét nghiệm HIV chứ còn đi đâu nữa. Ôi trời ơi. Đi nhanh lên. Chậm một ngày là chết toi đấy. Đi nhanh làm sao được? Còn đi guốc này. Còn phải đánh mông này. Thế thì nhanh lên. Tôi đi. Thẳng cái lưng thế này à? Còng xuống. Ôi bố ơi, bố ơi, bố ơi. Bệnh tật gì mà bố đi nhanh thế? Nói bé thôi, giọng nó như vịt thế mày nói to thế nó độ bố mày hết rồi. Ôi trời ơi, nghỉ tí đã. Ôi trời ơi. Mệt quá. Từ sáng đến giờ, biết thật đấy. Ôi trời ơi. Đã đi đâu ra. Ôi trời ơi. Nổ hết, nổ hết, nổ hết. Hồn nhiên như cô tiên thế à. Ôi giời ơi. Nhưng mà nóng. Nóng thì nhịn một chút, tí nữa về nhà thì khác mát. Khổ với thân tôi. Đúng là mặt hai thằng mình nhục như hai con trùng trùng. Chơi ở đâu không chơi, ăn ở đâu không ăn. Dính ngay vào hai quả dương tính. Đấy. Chết thật. Bằng từng nay tuổi đầu rồi mà còn ngu. Ai ngu? Ông ngu. Ông ngu ấy. Ông ngu hơn tôi ấy. Ông dẫn tôi đến chỗ đấy mà ông còn chửi tôi là ngu à. À, ông có cầm tờ báo đi theo không? Báo làm cái gì? Lúc nào chẳng cần. Bỏ ra đây. Giờ sung sướng thì mà còn đọc báo. Ôi trời ơi. Không phải tỉnh mình. Ở đây. Ở đâu? Cách Hà Nội 60 cây. Ôi trời ơi. Ờ, cách Hà Nội 60 cây. Ừ. Như vậy là không phải cái quán đam mê mà anh em mình vào chơi. Ừ. Thoát rồi, thoát rồi. Về thôi. Ơi, này này, về là về thế nào? Ừ. Quán đam mê của mình chưa bị bắt. Đúng. Tịnh thu của tôi, trà mi của ông chưa bị bắt. Đúng. Cho nên chưa bị xét nghiệm. Đúng. Ừ. Mình chơi thì không phòng bị. Ừ. Nhỡ nhiễm rồi thì sao? Tốt nhất vào trong kia xét nghiệm đi cho nó chắc. Xét nghiệm à? Ừ. Xét nghiệm đi xét nghiệm chứ có làm sao đâu mà từ sáng đến giờ cứ phải chui chỗ lọ luồn chỗ kia rồi. Ừ. Đi. Làm sao lại cứ phải hóa trang? Tôi thì bỏ ra mà vào xét nghiệm bình thường như này. Này, ông chừa nhá. Nhớ nhá, làm trai cho đáng nên trai. Đúng. Đi đâu cũng phải có một vài cái bao. Vài cái bao? Bao gì đấy? Bao gì còn phải hỏi. Thôi đi. Nhanh lên không thì muộn giờ của. Xin cảm ơn số báo danh 006 đã mang chúng tôi một bằng chứng có thể thấy rằng cũng tương đối xác thực về một cuộc sống cũng không phải lành mạnh lắm của hai số báo danh còn lại, số báo danh 04 và 02. Quý vị các bạn nghĩ thế nào ạ? Chả thế nào cả. Ban giám khảo quyết nhanh lên chỉ cần dứt khoát không cần chính xác. Đồng nghị ban giám khảo sớm cho ý kiến ạ. Khán giả chờ sốt ruột lắm rồi đấy ạ. Dạ vâng, xin mời các anh cho ý kiến ạ. Anh ạ. Thôi còn ý kiến ấy có gì nữa. Chị ạ. Thôi. Mời anh ạ. Dạ vâng. Xin lỗi anh. Thế này đi hết thôi. Tôi nghĩ rằng là ban giám khảo của chúng ta cuối cùng cũng phải bỏ đi khỏi cuộc thi này, bởi vì với tất cả những gì mà họ vừa chứng kiến sau bao nhiêu lựa chọn, cuối cùng được ba gương mặt vào thì cả ba đều có những bằng chứng họ không phải là những người đàn ông lành mạnh, đúng như tất cả những gì mà chúng ta vừa được xem. Cho nên tôi cho rằng là ban giám khảo đã không có ý kiến của mình rồi, còn chúng ta, những khán giả, những người mà chúng tôi cho rằng cũng là một thành phần rất quan trọng trong cuộc thi hôm nay thì sao ạ? Hai ba chia giải đi. Không ạ. Mời các anh vào trong ạ. Chia giải đi. Mời các anh vào trong ạ. Chia giải đi. Mời các anh vào trong ạ. Chia giải đi. Chia giải đi. Thưa quý vị, như vậy thì chúng tôi xin đề nghị quý vị và các bạn chúng ta hãy gửi phiếu bình chọn về cho chúng tôi ạ. Và xin quý vị hãy gửi về địa chỉ Hãng phim truyền hình Việt Nam 906 Đê La Thành. Và nếu như thí sinh nào có số điểm bình chọn cao nhất của quý vị, chúng tôi sẽ công bố trong chương trình lần sau của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ với kết quả buồn như là chúng ta đã vừa chứng kiến vừa rồi thì đấy thực ra là một lời nhắn gửi của chúng tôi. Tất cả chúng ta hãy sống một cuộc sống có văn hóa và thật lành mạnh. Hãy tránh xa các tệ nạn, hãy tránh xa ma túy, tránh xa mại dâm và hãy tự mình tìm những biện pháp phòng tránh một cách hiệu quả nhất để có thể bảo vệ hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội. Khi đó chúng ta sẽ là những người lành mạnh nhất, phải không quý vị và các bạn? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cuộc thi của chúng tôi và chúng tôi mong chờ ý kiến bình chọn của quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Đăng ký ngay VTV Show, kênh giải trí số của Đài Truyền hình Việt Nam.